sử dụng thái thịt cá thành các nát mỏng, cắt gọt rau, củ, quả với kích thước tương đối giúp cho việc chế biến các nguyên liệu được thuận. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Dao kéo là một trong những vật dụng không thể thiếu trong chính căn bếp, ngôi nhà của chúng ta để tạo lên những món ăn. Đây cũng được coi là một trợ thủ đắc lực giúp chúng ta trong công việc nội trợ hàng ngày. Trong video ngày hôm nay, Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn một trong những dòng sản phẩm đến từ thị trường nội địa Nhật với chất liệu bền, đẹp, cao cấp. Đó chính là bộ dao 4 món đến từ thương hiệu Seki Japan. Với thương hiệu Seki là một trong những thương hiệu có bề dày về lịch sử hơn 700 năm từ vào những thế kỷ 13. Khi thiết kế những thanh kiếm cho tới bây giờ, những bộ dao vẫn được thừa kế về công thức chế tạo và sản xuất. Seki còn được biết tới là một thành phố lớn của Nhật Bản. Những bộ dao đến từ thương hiệu Seki được làm từ chất liệu thép không gỉ hoặc thép carbon có độ cứng, bền, chắc, vượt trội hơn so với các loại dao trên thị trường nhờ vào kỹ thuật gia công tinh xảo, tỉ mỉ từng chi tiết. Trong video ngày hôm nay, Ngọc Gia Ban giới thiệu cho các bạn bộ dao kéo 4 món đến từ thương hiệu Seki Japan để các bạn có thể kiếm thêm một trợ thủ đắc lực cho căn bếp của mình. Đầu tiên đó chính là bản dao chặt với thiết kế to, dày và chắc chắn. Chiều dài của dao có kích thước 30cm, phần lưỡi dao dài 18cm. Dao chặt có công dụng giúp chúng ta chặt được những loại xương sườn, xương ống, băm thịt, nọc cá, vân vân. Với dao chặt, khi chúng ta sử dụng chế biến thức ăn với khối lượng lớn và độ cứng của nguyên liệu sẽ giúp nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thứ hai là bản dao thái với thiết kế nhỏ và mỏng hơn, phần lưỡi dao dài 19,5cm. Bản dao thái sẽ giúp các bạn có thể sử dụng thái thịt, cá thành các nát mỏng, cắt gọt rau, củ, quả với kích thước tương đối giúp cho việc chế biến các nguyên liệu được thuận tiện và hiệu quả hơn. Sang tới phiên bản thứ ba, đó chính là chiếc dao gọt trái cây. Với thiết kế lưỡi dao dài và nhỏ, cũng như là thiết kế gọn nên sẽ giúp xử lý khéo léo với hình dạng hoa quả, có các góc cắt gọt khó hơn, phức tạp hơn. Ngoài ra, chúng ta vẫn có thể sử dụng chiếc dao này trong trường hợp thái thịt, nọc cá và linh hoạt trong nhiều tình huống. Đến từ thương hiệu Seki Japan ngày hôm nay, không chỉ bao gồm là 3 chiếc dao với những công dụng nêu trên, nó còn được tích hợp thêm một chiếc kéo. Với chiếc kéo cắt, chúng ta sẽ có thể cắt được xương gà, xương vịt mà không cần dùng đến dao thớt. Với những món ăn hấp cho thức ăn mềm hay những món ăn nướng theo phong cách cầm tay, chắc chắn rằng kéo cắt là một trong những vật dụng thuận tiện cho chúng ta trong trường hợp này. Và như các bạn có thể thấy thì nhà sản xuất họ còn đính thêm một chiếc ốc làm cái chốt để giữ cho hai lưỡi kéo thu gọn lại, vừa đảm bảo an toàn mà không tốn diện tích. Để lựa chọn được những bộ dao đến từ chuẩn thị trường nội địa Nhật, các bạn cần phải lưu ý những điều sau đây. Trước tiên khi mua dao Seki thì bạn hãy xem xét logo của thương hiệu Seki có được khắc trên lưỡi dao hay không. Vì thông thường đối với dao Seki chính hãng sẽ có logo nằm trên dao và được khắc rõ ràng, chính xác. Thứ hai, đó chính là về quy cách đóng gói và hình ảnh. Người Nhật luôn đề cao sự thanh cao, nhã nhặn trên dao, sẽ được đóng gói trong hộp trơn và có một dòng chữ chạy dài từ trên xuống dưới. Đây là yếu tố khó nhận biết, chỉ có người thường xuyên mua hàng Nhật nội địa mới có thể phát hiện ra. Ngoài ra, hãy kiểm tra thật kỹ các thông tin, hình ảnh trên bao bì dao Nhật Seki, đảm bảo rằng chúng không bị sai sót hoặc mờ nhạt. Trọng lượng dao Seki, những mẫu dao đến từ thị trường nội địa Nhật sẽ có trọng lượng nhẹ hơn các loại dao thông thường. Nhìn chung, dao Seki chính hãng sẽ nhẹ, mỏng nhưng rất sắc bén và bạn có thể dùng cắt, thái, băm, thực phẩm dễ dàng, cầm tay chắc chắn. Trong khi những dòng dao Seki giả thường có trọng lượng nặng hơn, nếu như cầm lâu sẽ gây cảm giác mỏi tay. Trên những chiếc dao đến từ thương hiệu Seki Japan sẽ được in chìm những cái logo mà không phải là in nổi. Nếu như mà các bạn thấy những bộ dao có thương hiệu đến từ thị trường nội địa Nhật nhưng in với cái chất liệu hình ảnh thương hiệu nổi thì đó sẽ không phải là những chiếc dao chất bền và đẹp đến từ xứ sở hoa hành đào. Bộ dao Seki Nhật nổi tiếng về độ bền, sắc bén, nguyên tắc sản xuất dao được kế thừa từ những nguyên liệu công thức rèn kiếm truyền thống của người Nhật. Do vậy, người thợ rèn đã sử dụng thép Nhật Bản với chất lượng cao, độ cứng và khả năng giữ cạnh sắc bén.
Và thông thường những bộ dao nhặt sẽ được làm từ chất liệu thép không gỉ, thép carbon, inox, vân vân. Nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn lựa chọn cho ngôi nhà, căn bếp của mình một bộ dao đa tính năng là trợ thủ đắc lực, hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ để lại cho Ngọc Gia Ban một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những video sau.